Xin chào mọi người nha, Hân Trần ra đây rất là sớm, là lúc 9 giờ. Thì bây giờ 10 giờ rồi mới gặp Thư ở đây. Qua cái mẹ hay gì? Qua cái mẹ hay gì? Hôm nay Thư đồng hành với chương trình đi đầu Thư. Đi ăn ông bà chị. Đúng rồi. Đúng không? Đó. Phát tự thiện với lại đi chạy mồ côi đúng không? Ồ. Thấy vui không? Hôm nay nghỉ làm hay gì? Hôm nay em xin ớt một ngày. Trời ơi. Làm mà cứ nghỉ hoài gì đâu tiền có, lương đâu. Tháng em được nghỉ 2 ngày mà. Ờ. Giờ ngồi đây đợi Quyền với lại chú Nguyễn qua hả? Với Vĩnh nữa. Vĩnh nữa hả? Quà từ giờ ha. Ăn uống ăn sáng gì chưa? Ăn hủ tiếu rồi. Ăn hủ tiếu uống ngô lòng rồi nè. Nghe mẹ em giới thiệu cho em là em đi xô đồ giá 2-3 triệu gì không? Không, chị hai em. Mẹ em nói chị hai em chứ mày nói em. Giờ kinh tế khó khăn ai cũng làm thêm hết nè. Không biết ăn ca đúng không? Em hướng nghiệp cho em cái nghề đó rất là nhẹ nhàng, dễ kiếm tiền nữa. Nhẹ lương cao hả? Ừ. Nhưng mà em không muốn làm nghề đó đâu. Muốn làm cái gì? Làm việc cực khổ hả? Kiếm tiền lương thiện hả? Đúng rồi. Hay là bán vốn từ có? Em làm 12 tiếng chứ bộ. Trời ơi, cực dữ vậy? Từ 6 giờ sáng tới 6 giờ chiều đó. Bán siêu thị hả? Siêu thị mini hay mini sao? Mini trên chung cư cho bán cho cư dân đó. À. Bán đắt hàng không? Lai lai ạ. Chứ chung cư dân người ta cũng đi chợ ở ngoài mà. Khi nào người ta thiếu thì người ta mới xuống siêu thị đó người ta mua thôi. Vậy thì khi mà Tết năm nay có thưởng em gì không? Ồ, quan trọng vậy. Tết em làm Tết luôn á. Trời ơi. Em nghỉ có 30 mùng 1 à. Trời ơi sao còn nghiệp chứ, trời Tết công nhân ta còn nghỉ được. Nghỉ thì nghỉ được tới mùng 6 tại em đăng ký em làm Tết mà. Ủa, em kẹt tiền tới nỗi như vậy hay sao Thư? Bây giờ khổ. Trời ơi. Còn nghiệp không? Rồi đăng ký làm Tết mình nghỉ có 2 ngày à. Học sinh ta nghỉ. Em nghỉ 30 mùng 1 là mùng 2 tới mùng 5 là ăn ông ba, ăn nhân ba. Thường thường là Tết là công nhân đồ hay thưởng là một tháng lương đúng không? Đúng rồi, tháng 13. Em mới làm này có mấy tháng chứ nhiêu. Mấy tháng chắc được thưởng nửa tháng bà. Hy vọng là vậy chứ Tết là ai cũng mong muốn là tiền thưởng Tết rồi. Tiền thưởng mới vui, ít nhiều gì cũng vui. Tại vì lâu lắm rồi em đâu có làm, em đâu có đi làm đâu. Cho anh hỏi là lương em cái này hơi tế nhị nha. Rồi, em có nói lương, sao anh hỏi lương em lên đây được, anh này sao kỳ quá. Cái là tế, thôi để anh đón, em đón đi thì hỏi tiền lương. Em đón đi. Đón không? Em làm công việc ngày 12 tiếng vậy lương khoảng chừng à... Em khỏi cần nói là đúng hay sai, em chỉ nói ok là bè thôi ha. Cái này là cho anh tự nói khoảng 6 triệu. Đúng rồi, cỡ đó chứ vợ gái đâu làm lương cao đâu. Sao ít dữ vậy trời, sao sống nổi, rồi sao nuôi chồng em làm đó làm chi. Trời ơi, làm lương tháng 6 triệu mà thời buổi này mọi người thấy không? Bởi vì tiền rất là quan trọng ha, tiền mà rất là quý luôn á. Đúng rồi, tiền mình làm ra mình mới quý. Tháng làm có 6 triệu à. 7 triệu không tới luôn hả? Thì phải cỡ đó. 60 triệu à. Mà ngày phải làm 12 tiếng nha. Việc thì nó hơi nhẹ, có khách vô á thì nó tiếp thôi. Còn không thì ngồi coi YouTube kênh logo LGBT với lại Lạc Quang TV toàn vlog. Thì rảnh thì ngồi coi mấy kênh đó thôi. À. Tới năm nay chủ có coi được clip này thì nếu mà thưởng nửa tháng thưởng tháng luôn đi. Đúng rồi. Tôi yêu cầu chị chủ, chủ là anh hay là chị? Quản lý. Quản lý là anh. Chỉ tới quản lý thôi hả? Đúng rồi, mình đâu gặp được chủ. Tại vì cái người ta hầu ở trong chung cư đó mà. À. Người ta làm bãi, người ta hầu bãi xe, người ta làm siêu thị, gì quán cà phê đủ thứ đó. À. Hôm dài có gọi điện thoại mẹ không? Mẹ có dựng con gái không? Còn nói lộn lưng hết. Hôm qua em mới điện nè, mẹ nói là tao không có ghen nhưng mà tao bật. Thôi thôi. Tao bật. Mày ngu quá, mày không biết
lấy tiền ba mày cho mẹ mày. Nhưng mà ba mẹ muốn ba muốn em xin tiền ba mà mẹ là gần ba mẹ nói em lọn lưng không sao em dám lại đúng không? Em nói mẹ mày nói nhưng mà tao không có ghen nhưng mà tao bực. Tại vì á mẹ già còn con trẻ nên mày ghen. Mẹ nói vậy á. Chứng tỏ chất ok, còn ghen là còn thương ha, chứ không phải à. Mà mẹ em nói là mẹ em còn thương ba em mà. Em có nghĩ là ba mẹ em quay lại cho gia đình hạnh phúc là trở lại như xưa không? Tại vì giờ ba em chưa có như kinh tế đang khó khăn. Nếu mà kinh tế có lại ba em cũng cho lại à. Hình như Tú Nguyễn có nói này em có bỏ được đâu, bao nhiêu lần rồi anh thấy hả? Như Tú Nguyễn nói lúc mà chia tay á, Tú Nguyễn nói là để Tú Nguyễn là làm ăn đỡ lên tí xíu, Tú Nguyễn sống được thì dì chức mới sống được. Tú Nguyễn có tiền thì mới cho dì chức được. Chứ giờ chức cũng bệnh hoạn mà đâu có đi bán cái số được đâu, đâu đi nổi đâu. Có bán trứng. Bán trứng đó. Bán cái số giờ cực lắm, dì chức thì bây giờ bán cái số không nổi nữa. Đúng rồi, đi chất chân cẳng chất sân hết trơn rồi. Sẵn qua cái clip này để em gửi cái tình cảm của em với lại ba của em với lại mẹ của em đi. Thì ba với mẹ là em, anh không biết là em thương ba nhiều hay là thương mẹ nhiều, em nói mọi người biết thôi. Em thương đều hết á, ba với mẹ ai em cũng thương. Không, nói câu thương đều là không đúng rồi đó. Chính bản thân anh, ví dụ như ba hay là mẹ thì anh phải thương người nào trội hơn, thí dụ vậy. Con gái là phải đi theo ba. Ủa, theo thương ba hơn nhiều hơn đúng không? Con gái đúng không? Giống như con gái của anh cũng đi theo anh vậy. Nhưng mà mẹ là không có bỏ. Sao bỏ mẹ được? Vậy là thương ba nhiều hơn thương mẹ. Mẹ chửi hai đứa con gái là đỉ này đỉ nọ nhưng mà tụi em không có giận. Nhiều khi thì chất làm mấy cái đó mà nếu không hiểu ý. Cái mày chất quen rồi, nói ra như cái cửa miệng này ai cũng kêu đỉ vậy nè. Mà trước mặt giờ chửi xong trước mặt tụi em chất đâu nói đâu, coi như không có chuyện gì xảy ra đó. Vậy mà anh tưởng căng thẳng rồi đó. Bình thường khi nào mà người mà bình thường chửi mình vậy mình mới giận chứ, chất phải đâu quá đâu bình thường nào, chửi nói đó quên nấu mà giận gì. Sẵn cho anh hỏi thêm câu nữa là nếu mà ba của em mà cưới thêm vợ bé Mộng Cầm thì em nghĩ sao? Không, em không đồng ý. Thôi thôi, không đồng ý luôn không? Từ đầu nhất định không, luôn. Đúng rồi, từ đầu là em phản kháng, em không đồng ý mà. Mộng Cầm có cái điểm nào mà em không chịu là nhận làm mẹ? Làm gì làm chứ Mộng Cầm là người khác chứ Mộng Cầm là không được rồi. Trời ơi. Đúng rồi. Người khác chứ Mộng Cầm không đúng được. Đúng rồi. Mộng Cầm là không có được. Thì là một là trở về với mẹ, hai là đi với người khác chứ không có về đi với mà không có qua lại không có tới với Mộng Cầm được. Hay gì mà Mộng Cầm bà nói mà chửi em hoài là đúng rồi. Đúng rồi, bà tố em trên mạng không, bà nói xài ra em không phải không? Nhưng mà từ đầu lúc em mới ra đây chơi là những lúc gì chứ mà giận với Tướng Nguyễn á là Mộng Cầm sáp vô là em cũng không thích rồi. Muốn cho ba tìm được hạnh phúc và muốn cho ba đủ thứ nhưng mà riêng Mộng Cầm là không chịu nha. Đúng rồi. Nếu mà bây giờ á ba có thiếu thốn thì ba ra ngoài đúng không? Còn không ba đang ba đừng có lấy bạn mẹ vậy kỳ lắm. Nhà ba Tấn Nguyễn. Còn riêng với dì chất thì cũng bình thường nha mọi người. Không có gì là gây cứng gì hết á. Làm gì là ba mẹ là trên hết nhưng mà vì cầm vậy là không có được. Hận chừng nhớ lại cái câu lúc mà Trung Nguyễn nói là để đổi phong thủy tí xíu rồi coi có nó hên không, sao làm ăn nó cứ chật chuột hoài. Giống như là giấy tờ gần xong rồi bắt đầu nó ngưng lại, giấy tờ gần xong là nó ngưng lại. Nên muốn thay đổi chơi trước về bên đây thời gian chứ không phải là đuổi gì hết á. Em có nghĩ rằng con heo với con chó hợp với nhau không? Con chó là ai? Bà Cầm. Đã nói em nói ăn người khác. Người khác thì chịu. Riêng mà Cầm không chịu luôn. Tẩy chay luôn hả? Không có tẩy chay. Phản đối luôn. Bạn bình thường thôi chứ không có mà kiểu bự bé gì hết trơn á. Vợ là chỉ có một con vợ thôi phải không? Rồi, còn thôi người khác thiếu thì ra ngoài kiếm. Trời ơi, cho ba đi ra ngoài kiếm luôn. Chứ mà hỏi anh thì mẹ mình đang vậy là kiếp người
xấu hơn mẹ mình đó sao chịu, đúng không? Trời ơi. Đúng rồi, không hoàn hảo, phải kiếm người phải hơn người vợ của mình mới nên kiếm chứ. Mong cầm đường cái là độc. Ông cầm sang tới sang lui không, anh không có làm gì cho ba em được đâu. Giúp vui cho ba em thôi. Khi mà buồn quả đâu giúp vui. Rồi ba không biết làm gì mà có đẻ hai ba đứa, em chỉ sao vậy? Thì đó chỉ biết làm đó thôi, còn mẹ em là phải thấy ông lo lắng trong nhà, ông thiếu thốn, nhìn là thiếu thốn gì là mua cái đó. Tuy mua xong hơi kể nhưng mà cũng được cái đó. Ta nói cho xong rồi kể ha, kể xong cho kể lộn. Nữ mà đúng không, lúc mà hạnh phúc có thì lo lắng, mà đến mà tức lên là phải nói thôi, nói xong thôi, không có để bụng. Em có vậy không? Em cũng có vậy. Trời ơi, phụ nữ ai cũng vậy hả? Tánh ích kỷ hay gì? Đúng rồi, muốn phục về mình. Ồ, muốn được rồi. Có ganh tị không? Ganh tị, em đâu có thấy ai mà trước mặt giống như mộng cầm sàn sàn với chồng mà ganh tị. Thí dụ giờ nè, vì chất thì chỉ thấy mộng cầm mà sàn sàn trước mặt Tuấn Nguyễn là ghét rồi. Ờ, ghét liền, chửi liền. Cũng vậy không hả? Tự nhiên vợ chồng ta đang giận nhau đi qua bển thì ngồi sát chồng ta đương nhiên là phải máu điên ta lên rồi đó. Ôi hay dữ trời. Ta đàn bà phụ nữ mà. Thôi giờ thôi em gửi lời tới mẹ em với lại cộng đồng mạng đi. Em có lời nào mà muốn nói để mọi người yêu thương vợ chồng của Tuấn Nguyễn gì chứ không? Nói chung là quay clip thì có Tuấn Nguyễn gì chứ, ngồi gần thì nó vui hơn. Chứ người bên thì cũng đâu có vui bằng đâu. Mà giờ vì hoàn cảnh thì phải bắt buộc thôi. Mong mọi người coi clip và thông cảm ha. Trong cái thời gian này quan hỷ đi, đừng có chửi nữa mọi người ơi. Mọi người nói chung là coi clip cho vui vẻ ha. Bây giờ cũng đang trong cái giai đoạn hoàn cảnh thì quảnh càng quý vị ơi. Chứ đâu giờ ai muốn vậy đâu. Chứ gì chất với lại Trung Nguyễn mà kết hợp thì quá vui ha. Hai người vô clip là vui rồi. Nào. Còn gì cầm vô thì nó thấy nó sao sao á. Em cũng biết, em không có ghét gì cầm, nhưng mà thì cầm mà lại gần Tuấn Nguyễn thì em cũng không có thích bằng mẹ em, nói chung là vậy đó. Ủa, con gái bình mẹ dữ vậy trời, má ơi. Ôi, bởi vậy dì chất cho em ăn cái gì dì chất con tiếc, tại em bình quá trời mà. Đúng rồi, mẹ em mà. Tự nhiên mẹ mình cũng bình, mình đi bình tiểu tam. Đúng không, tự nhiên như mình đi, thí dụ chồng mình là vậy, mình cũng điên lên vậy. À, em có dự định là công việc là có đổi đồ không, hay có cực khổ đâu? Tính tiếp, tại vì đạn thời gian nhiều quá. 12 tiếng là còn gì nữa cho gia đình và đúng xã rồi. Hội tại giờ cũng như không có cực, nhưng mà thời gian á, mất thời gian nhiều quá. Rồi chúc em là thành công nha. Rồi nhớ yêu thương gia đình ruột thịt của em nha. Đúng rồi, gia đình là trên hết mà, anh đi chơi đi chứ cũng phải lo gia đình. Xong ở đây có nhiều người nói là có chồng có con mà không lo cho chồng con. Nhiều lúc người ta sắp xếp công việc người ta xong người ta mới đi chơi, chứ mà bỏ chồng bỏ con thì chồng cũng đâu đồng ý đâu. Nhưng mà em đi chơi thì chồng em cũng biết vậy, đâu phải không biết đâu. Ok luôn. Nói chung là chồng mấy người này là biết hết, nhưng mà vẫn cho vợ đi chơi bình thường để xả stress. Đi chơi bậy bạ đâu, mình đi chơi ra chồng, chính chồng em cũng có coi clip mà, đâu phải chồng em không coi đâu. Bởi vì nhiều người chửi quá thì chồng mình cũng Thư thì thần kinh hơi yếu mà chửi cái là sợ rồi mọi người. Nhưng mà hôm nay cũng bộc bạch ra để cho mọi người hiểu rồi được cái khúc chuyện ha. Đúng rồi, chứ mọi người coi mà mọi người cứ em có sợ là lên clip là bị chửi không? Có chứ, em là mỗi lần em đọc em nghe ai chửi em là giống như là em khó chịu lắm, tại vì mình không có như vậy. Nói mình là lộn lưng với Tuấn Nguyễn. Trời ơi, cũng mọi người cũng biết Tuấn Nguyễn là hệ nào mà sao mà lộn lưng được. Chẳng lẽ chồng mình thấy Tuấn Nguyễn, ví dụ Tuấn Nguyễn đàn ông chồng mình cho mình sát lại hay lên nhà Tuấn Nguyễn chơi thường xuyên vậy sao? Nói em với chị Quyền là rảnh rỗi, chồng con chắc bị chồng bỏ này nọ. Rồi bây giờ có người thương người ghét là chuyện bình thường. Đâu thôi rồi. Em đừng buồn nha. Không, mấy cái comment nữa là nói
đây cho mọi người biết coi tụi em ví dụ mình Tuấn Nguyễn á mà không ai tương tác giỡn với Tuấn Nguyễn làm sao ra cái clip vui để cho mọi người coi. Mọi người coi, mọi người đừng có chửi, mọi quan hỷ đi.